Hello mến chào anh chị em và con mình đến với kênh Mây Xe Cổ Việt Nam, nông nghiệp Việt Nam 68. Thì hôm nay em review nhà ông anh một ít bình xăng con nè. Đó, nhìn 7 màu. Ngày hàng đấu giá từ Nhật về. Trái này trái 15. Đây là SS số 5. Đó, ngon thấy đã không? Nhìn 7 màu. Bao anh chị em mà con mình xài. Tê chính cúc luôn. Trái 15 có lỗ nhỏ. Bên này có một cái lỗ semi. Và chim từ da băng về luôn, chứng tỏ là bên da băng nó cũng chìm chứ không phải Việt Nam không luôn. Bên này là cắt kè nè, trái 15. Bên Nhật họ sơ mi đã không? Sơ mi xong cái họ phay gì? Phay. Bên này 7 màu luôn. Sáng trưng. Quá trời quá đắt, siêu tầm riết, đấu giá riết mà giờ quá trời quá đắt, mà hỏi anh kêu chưa đã nữa nè. Có phê luôn. Mây hồ số 5 đã không? Đó mà nay mình kiếm được cái bình số 5 là nghe hơi phê. Quá trời quá đất. Gọi là trầm bình xăng. Nếu bình này là bao anh chị em mình là guarantee đầy đủ thôi. Số 4. Đây cắt kè, mình sẽ cắt kè. Anh em thấy mà học vô xe mình thì ới ha. Ở bên em hả? Số 5. Chùm một tiếng. Số này 17 luôn. Gọi là chùm mình săn khu vực đầu tiên. Khu vực dầu tiếng là nó chầm mình.
số 8. Tôi thấy giống số 8 vậy. Hả? Cái nằm của bà vậy chứ là bài số 8. Sao có một số ke cái e nó là ke dài ngắn nè. Là sao anh Tùng? Số 5. Bảy màu. Chiếu chiếu. Là dẫn ra xe cọp luôn. Còn khúc vào đây nè. Bên này là bên hả? Cắt 20 người ta. Này xin là 70 đúng không nè. À có ngang nè. Này có ngang. Nhưng phải có xéo. Chắc 18. Quá đã. Thấy chán. Quá dữ. Chùm mình xăng. Quay không? Gom gom mày em chụp tấm. Làm cái hình thu nhỏ. Rồi kết thúc cái buổi quay ngày hôm nay ha. Anh chị em có nhu cầu mình xăng, mình ở bên em ha. Cảm ơn anh chị em và con mình rất nhiều.